Chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 2 của kênh olm.vn. Các con thân mến, hôm trước chúng ta đã học bài Ngày hôm qua đâu rồi. Cô hy vọng qua bài thơ các con đã có những việc làm bổ ích để tận dụng và tiết kiệm thời gian. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài phần thưởng để xem xem bên cạnh việc trao thưởng cho những người có thành tích xuất sắc trong học tập thì những ai khác cũng xứng đáng được nhận thưởng nhé đầu tiên chúng ta sẽ vào phần luyện đọc với bài này các con chú ý đọc to rõ ràng đặc biệt nhấn mạnh vào những chi tiết thể hiện sự tốt bụng của bạn na các con nhé Đầu tiên cô sẽ đọc mẫu một lượt, các con cùng theo dõi. Na là một cô bé tốt bụng, ở lớp ai cũng mến em, em gọt bút chì giúp bạn Lan, em cho bạn Minh nửa cục tẩy, nhiều lần em làm trực nhật giúp các bạn bị mệt. Na chỉ buồn vì em học chưa giỏi. Cuối năm học, cả lớp bàn tán về điểm thi và phần thưởng riêng nà lặng yên nghe các bạn em biết mình chưa giỏi môn nào một buổi sáng vào giờ ra chơi các bạn trong lớp túm tụm bàn bạc điều gì đó có vẻ bí mật lắm rồi các bạn kéo nhau đến gặp cô giáo cô giáo cho rằng sáng kiến của các bạn rất hay ngày tổng kết năm học từng học sinh giỏi bước lên bục nhận phần thưởng cha mẹ các em cũng hồi hộp bất ngờ cô giáo nói bây giờ cô sẽ sao phần thưởng đặc biệt đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng bạn na na học chưa giỏi nhưng em có tấm lòng thật đáng quý na không hiểu mình có nghe nhầm không đỏ bừng mặt cô bé đứng dậy bước lên bục tiếng vỗ tay vang dậy mẹ của na lặng lẽ chấm khăn lên đôi mắt đỏ hoe tiếp tục chúng ta sẽ vào phần chú thích đầu tiên cô có từ bí mật bí mật là giữ kín không cho người khác biết tiếp theo cô có từ sáng kiến sáng kiến là ý kiến mới và hay lặng lẽ lặng lẽ là không nói gì và cuối cùng là bàn bạc bàn bạc là bàn trao đổi ý kiến sau đây chúng ta sẽ vào phần bố cục theo các con Bài này được chia làm 3 đoạn, vậy bố cục của bài sẽ là mấy phần? À đúng rồi, bố cục của bài là 3 phần, phần 1 tương ứng với đoạn 1 thể hiện nội dung bạn Na tốt bụng, phần 2 tương ứng với đoạn 2 nêu lên sáng kiến của các bạn và cuối cùng là phần 3 tương ứng với đoạn 3 phần thưởng dành cho bạn Na. Bây giờ chúng ta sẽ vào tìm hiểu chi tiết. Đầu tiên, Chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1, bạn Na tốt bụng. Các con hãy đọc sách và tìm cho cô những chi tiết thể hiện sự tốt bụng của bạn Na. À đúng rồi, đọc sách các con có thể thấy Na là một người vô cùng tốt bụng. Na gọt bút chì giúp bạn Lan, Na còn cho bạn Minh nửa cục tẩy. Chưa hết những lúc các bạn bị ốm, Na Con trực nhật giúp các bạn. Như vậy các con thấy, Na mặc dù học chưa giỏi, đây là điều Na rất buồn. Thế nhưng, Na là một cô gái vô cùng tốt bụng và các bạn rất quý Na. Na rất tốt bụng, nhưng Na vẫn buồn vì Na học chưa giỏi. Và trong lễ tổng kết cuối năm, cô giáo sẽ trao phần thưởng cho những bạn học sinh giỏi. Thế nhưng bạn Na học chưa giỏi, thế nên Na rất buồn và lo lắng vì có thể mình sẽ không nhận được phần thưởng. Các bạn rất yêu quý Na, các bạn cũng hiểu được nguyên nhân vì sao Na buồn. Vậy các bạn có sáng kiến như thế nào? Chúng ta sẽ cùng sang đến phần 2, sáng kiến của các bạn. Tiếp tục làm việc với sách giáo khoa, các con hãy nêu cho cô biết sáng kiến của các bạn là gì nào? À đúng rồi, vào một giờ ra chơi trong giờ học cuối năm, các bạn đã kéo đến gặp cô sau khi đã bàn bạc một hồi lâu. Cô cho rằng đó là một sáng kiến rất hay. Vậy sáng kiến của các bạn cụ thể là gì? Chúng ta sẽ cùng đến với phần 3. Phần thưởng dành cho bạn Na. Đến đây các con cũng có thể đoán được sáng kiến của các bạn là gì rồi đúng không? đúng rồi sáng kiến của các bạn đó là cô và các bạn đã trao một phần thưởng vô cùng đặc biệt dành cho bạn na theo các con na có xứng đáng nhận phần thưởng này không à na rất xứng đáng nhận phần thưởng này bởi vì bạn Na là người vô cùng tốt bụng. Sự tốt bụng của Na đã được chúng ta nêu ra ở phần 1 đúng không nào? Na trực nhật giúp bạn bị ốm này. Na cho bạn minh nửa cục tẩy này. Na gọt bút chì giúp bạn lan này. Đó là một tấm lòng vô cùng đáng quý đúng không nào? Chính vì thế các bạn rất yêu quý Na. Các bạn đã đề nghị với cô rằng trao phần thưởng đặc biệt này dành cho bạn Na. Khi Na nhận được phần thưởng thì những ai vui vẻ. À đúng rồi, khi Na nhận được phần thưởng thì cả lớp đều vui mừng bởi vì Na xứng đáng nhận được phần thưởng ấy và cả lớp đều mong muốn Na nhận được phần thưởng này. Đặc biệt chính bản thân Na cũng ngỡ ngàng và đỏ bừng mặt vì bạn không nghĩ rằng mình sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt đó và cuối cùng các con thấy mẹ Na cũng là người vô cùng mừng rỡ, mẹ Na đã khóc đỏ hoe cả đôi mắt bởi vì xúc động và tự hào về Na. Các con thấy rằng Na rất xứng đáng nhận được phần thưởng đặc biệt này, thế nên mọi người đều vui mừng và tự hào vì Na đã nhận được phần thưởng đặc biệt đó. Như vậy, các con thấy rằng qua những điều bạn na đã làm các con sẽ học được sự tốt bụng và thói quen giúp đỡ mọi người con qua việc làm của cô giáo và các bạn các con thấy rằng nó đã có tác dụng rất lớn bởi vì việc làm đó đã biểu dương người tốt đồng thời khuyến khích những việc làm tốt trong cuộc sống đúng không nào chúc mừng các con đã trả lời rất chính xác bây giờ chúng ta sẽ vào phần tổng kết qua bài này cô hy vọng các con sẽ thấy được câu chuyện ca ngợi tấm lòng tốt bụng của bạn na đồng thời đề cao lòng tốt của mọi người các con thân mến vậy là chúng ta đã học xong bài tập đọc phần thưởng qua bài này cô mong rằng các con sẽ thấy được phần thưởng không chỉ trao cho những người có thành tích xuất sắc trong học tập mà phần thưởng còn luôn trao cho những người có tấm lòng tốt bụng những người luôn giúp đỡ người khác và những người có lòng tốt như vậy cũng rất xứng đáng được nhận phần thưởng đúng không nào cô hy vọng qua bài này các con sẽ học tập theo tấm gương của bạn na các con nhé chúng ta hãy giúp đỡ mọi người và yêu thương mọi người nhiều hơn Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các con. Hẹn gặp lại các con trong những bài học lần sau của OLM nhé.